Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư một lô đất nằm tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Lô đất em muốn gửi tới quý cô chú anh chị có chiều ngang mặt tiền là 100m, đầu đuôi vuông vức và chiều dài của mình cũng 100 luôn, với tổng diện tích là 10.000m2. Thì cái lô đất của mình chủ nhà bán với giá mong muốn là 1.200.000.000, có bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Sổ của mình hiện tại là sổ màu hồng, gọi là sổ đỏ chính quy. Nguồn gốc của mình là đất trồng cây lâu năm và chủ bao sang tên đầy đủ pháp lý cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trên cái mặt tiền lộ đường đất lớn 6m. Đường theo hướng tay của em chỉ đây là đường này đi vào là thông ra đường quốc lộ 759B, hay còn gọi là trung tâm trường chợ trạm của Hưng Phước và Phước Thiện, sẽ rơi vào bán kính là 6,5 km nha. Đường ở đây thì em cũng xin phép nói rõ tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư là dân cư đang còn thưa thớt, và con đường này thì là con đường thông, và theo tuyến đường ngược lại là con đường này ha. Đường này là dẫn ra đây cỡ khoảng 50 mét nữa sẽ tới nguồn dây điện chính, và tới 500 mét là khu dân cư của gia đình đội 9 nha quý cô chú anh chị mình. Đường này là đường thông tứ hướng di chuyển từ xã này sang xã khác, cũng với bán kính là 6,5 km nha. Thì trong thời gian em quay video, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393 717 nha. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em luôn. Con đường này đã có dự định là tới tháng 10 này sẽ mở đường. Đó, và đối diện với mình là lô điều này của người dân mình luôn ha. Thì theo cái hướng tay của em chỉ đây, con đường này là dẫn trực tiếp vào cái lô đất em giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nha. Từ cái ngã ba này mình di chuyển cỡ lại 20-30 mét là sẽ tới cái lô đất em giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Thì bây giờ quý cô chú anh chị cùng đi di chuyển lại với em để mình quan sát đầu đuôi cái lô đất nha. Dạ đây nha quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Thì hiện tại là em đã di chuyển tới cái mặt tiền là dài hơn 100 mét để giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình. Thì con đường này chạy thẳng vào là sẽ tới đất của nhiều hộ gia đình ha. Còn bây giờ là ranh giới của cái lô đất em cần giới thiệu với nhà mình. Đây là ranh giới đầu tiên. Thì từ đây mình chạy thẳng sâu xuống phía dưới là hơn 100 mét. Sổ của mình là cực kỳ đẹp và vuông vức luôn. Đặc biệt là cái lô đất của mình đã được rào kẽm B40 rất chi là rõ ràng để đảm bảo ranh giới cho quý cô chú anh chị mình nha. Bây giờ em sẽ di chuyển hết cái mặt tiền hơn 100 mét này để cho quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư mình cùng theo dõi. Và để về nhìn về cái mặt bằng chung của lô đất mình là đất của mình cao ráo hơn mặt tiền đường này cả nhà. Đất rất chi là bằng phẳng, và hiện tại nguồn cây trồng trên đất là trồng điều nha quý cô chú anh chị mình. Điều mới trồng ha, nên là mới trồng năm đầu. Đó, đây cực kỳ là đẹp luôn. Quý cô chú anh chị mình quan sát nha. Đó. Dạ thì trong thời gian xem video của em, quý cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư có thể ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Và nếu cái nguồn này chưa phù hợp cho quý cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư, cả nhà mình có thể bấm trực tiếp vào kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký nha. Em rất mong được sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị mình. Sổ của mình cả nhà chú ý là sổ của mình là sổ màu hồng nha. Đất của mình là đầy đủ pháp lý để sang tên sang sổ, công chứng được trong ngày luôn. Đó, và đặc biệt cái ranh giới của mình là rất chi là đảm bảo luôn. Tại vì trước khi mà mình muốn chôn được các cái cọc này thì đã phải có sự thống nhất của ba bên bốn phía mình mới chôn cọc được nha. Đó, nên chủ nhà của mình rất chi là cẩn thận luôn. Đó.
đối diện với cái lô đất của mình đều là đất của người dân hết nha quý cô chú anh chị mình. Thì do hiện tại bây giờ cái đây là cách xa đường DT và dân cưa thưa thì mình mới mua được cái giá này nha quý cô chú anh chị mình. Để càng ngày dân cưa càng đông và mật độ dân số và đến đời sống sinh hoạt ổn định hơn thì cái giá này là anh chị em mình không mua được ha. Thì nếu mình mua làm của thì không sao, thì có nghĩa là mua để trồng trọt chăn nuôi. Nhưng nếu mình mua đầu tư thì mình có thể mua đón đầu như thế này, thì là rất hợp lý cho quý cô chú anh chị, quý nhà mình đầu tư nha. Đó, thì nãy giờ em cũng đã di chuyển đường đây, em cũng xin phép nói rõ là thông xuống các cái diện tích đất của các hộ gia đình. Còn nếu con đường của mình thông là từ đây chạy thẳng ra đó với thông nha cả nhà mình. Còn từ đây chạy sâu xuống phía dưới là giáp cái bờ suối nhỏ giống như thế này thôi cả nhà mình này, đường sau đất của mình nhá. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong, em quay cho quý cô chú anh chị mình theo dõi nha. Thì trong em cũng xin phép nhắc rõ cái lô đất của mình là đầu đuôi mặt tiền hơn 100m với tổng diện tích là 10.217m2. Chủ nhà bán với giá mong muốn chỉ có 1.200.000.000 nha quý cô chú anh chị. Bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình. Thì quý cô chú anh chị nhanh tay liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393717 nha. Và nếu quý cô chú anh chị mình đường xá mà chưa có thuận tiện, sợ đi lạc thì kết bạn Zalo với em để em gửi thông tin và gửi vị trí cho quý cô chú anh chị mình đi cho an toàn nha. Và nếu từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển lên đây là 170 km, từ Bình Dương di chuyển lên là 150 km, thì quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư mình có thể bấm vào Google Maps để kiểm tra thông tin và con đường để đi lên cái vị trí lô đất của mình cho chính xác nhất nha. Đó, bây giờ em sẽ di chuyển vào trong lô đất để quay thực tế cái đất và đường sau cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Dạ đây nha quý cô chú anh chị mình, hiện tại là trời đang hơi mưa. Giờ là cũng buổi trưa đấy, nhưng mà mấy ngày hôm nay mưa nhiều quá nên thời tiết là hơi âm u một xíu nha. Cả nhà mình cùng theo dõi với em để mình quan sát được cái mặt bằng. Đây là đất nha cả nhà mình ha. Đất này của mình là đất thịt này cả nhà mình. Đó, và cái mặt bằng đây là mặt bằng chung của mình. Trời đang mưa luôn rồi cả nhà mình ơi. Đó, thì bây giờ em sẽ phóng xa xuống cái bờ suối cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát ha. Đây nha cả nhà, đến đó là hết cái ranh giới đất của mình đã được hàng rào, rất chi là cẩn thận. Còn cái đuôi đó thì cỡ nào là cũng không ảnh hưởng nữa. Và ba bên bốn phía của mình đã được rào hết. Bên kia của mình là giáp với vườn điều của nhà hàng xóm kế bên. Đó là ranh giới rất rõ ràng. Còn cái mặt tiền này của mình là ôm cái mặt tiền này luôn nha. Đó, thì nãy giờ em cũng đã đi từ đoạn đầu tới đoạn thứ hai của cái mặt tiền lô đất em cần giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình. Với tổng mặt tiền là đầu đuôi hơn 100m, chủ nhà bán với giá mong muốn là 1.200.000.000 nha. Thì đến đây Thanh xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của cả nhà mình nha.